Cũng trong chiều hôm nay, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị sơ tán người dân tại khu vực 123 phường Thọ Quang, cùng đi có Phó Chủ tịch Ban Nhân dân Thành phố Hồ Kỳ Minh và lãnh đạo quận Sơn Trà. Theo kế hoạch, phường Thọ Quang hiện có 1.700 hộ cần phải sơ tán đến nơi trú tránh bảo an toàn. Trước mắt, phường đã tổ chức vận động gần 60 hộ dân nơi vùng thấp trũng, những hộ nhà trọ, người già, trẻ em ở nhà không kiên cố tại khu vực 123 đến trường mẫu giáo trú tạm trong những ngày mưa bão. Tùy theo tình hình thực tế, chính quyền từ quận đến phường sẽ hỗ trợ lương thực trong những ngày tạm thời tránh bão. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao công tác triển khai ứng phó bão lũ của quận Sơn Trà nói chung và phường Thọ Quang nói riêng, yêu cầu người dân trong bão không nên ra đường.